Sorry, it's DJ. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì em sẽ đi review cái nhân vật decor của em ở đây. Đó. Một chú tiểu. Ở đây thì em hay sử dụng những cái hình decor dạng như thế này. Nó là một cái phong cách gì đó cực kỳ là khác bọt so với những cái phần còn lại của những cái bạn mà làm video khác. Đó. Nhưng mà cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nó không phải là mấy cái em decor ở đây, là những cái chú tiểu ở đây, và nó sẽ là cái nhân vật chính của chúng ta, nó sẽ là em này. Đó, thì các bạn có thể nhìn cái hộp như thế này thì các bạn có thể biết đây là cái sản phẩm gì rồi. Xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn, đây là cái mẫu Titan Black do công ty GTR Việt Nam phát hành và có nhập khẩu về Việt Nam để chúng ta có thể là độ lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Nó là một cái giải pháp tăng sáng, giá hợp lý, độ sáng cao và độ bền cao. Và em xin phép là em sẽ vào luôn cái video này. Nó sẽ là một cái hộp màu đen huyền thoại, tất nhiên rồi, Titan Black mà, cái hộp nó sẽ phải màu đen. Nhưng cái chữ Titan này nó sẽ có cái màu hồng tím cực kỳ là đẹp. Đó, cái màu hồng tím này nó có liên quan gì đến cái hộp này không, cũng như là cái tên của cái sản phẩm này không, thì tí nữa thì em sẽ khui hộp này ra thì các bác có thể là biết được là tại sao người ta lại làm cái màu hồng tím ở đây trên cái chất liệu nền là màu đen, mà người ta không in một cái màu khác sắc sặc sỡ như kiểu là cái em X-Line V20L như ở đây em có. Rồi, ở mặt trước sản phẩm của chúng ta nó chỉ có một cái chữ Titan Black và cái chữ là LED Headlight Projector. Và ở đây nó có cái hình của cái ô tô chìm ở trong này, màu đen. Và ở đây thì nó cũng không có cái biểu tượng là ánh sáng phát ra cuồng nhiệt như những cái loại khác. Nhưng cái bi này là đã được rất nhiều anh em yêu thích ánh sáng độ lên những cái chiếc xe với cái giá thành khá là hợp lý và cái độ sáng nó cũng rất là ok. Rồi thì bây giờ là em sẽ quay cái mặt hông của cái sản phẩm này. Hiện tại ở đây em đang bày trước mặt các bác, nó chính là cái mẫu Titan Black có cái dải màu là 6000K và cái mẫu này được bảo hành là 2 năm. Và bên cạnh đó nó sẽ có một cái mẫu thấp cấp hơn, nó chính là Black SE, dải màu là 5000K, bảo hành 1 năm. Đó, thì cái hộp này nó sẽ là cái hộp của cái dải màu là 6000K. Thì hiện tại là bên em chủ yếu là chỉ bán cái dải màu này thôi. Và cái dải màu 6000K này nó sẽ đưa ra cái phần ánh sáng trắng sạch tinh tươm. Thì rất nhiều anh em yêu thích độ lên những cái chiếc xe máy cũng như là những cái chiếc ô tô, nó sẽ đẹp hơn là cái màu 5000K này. Rồi, ở cái phía mặt sau này họ sẽ có cái ký tự của cái chữ Titan ở đây, xung quanh nó đều thế và trắng trơn, không có một cái phần thông tin gì cả. Rồi thì bây giờ này, em sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm này xem là ở bên trong nó sẽ có gì. Thì có nhiều bác có hỏi em là cái sản phẩm Titan này làm sao để có thể check hàng chính hãng. Đó, thì bây giờ này em sẽ xin phép chia sẻ cái sản phẩm chính hãng của cái Titan của do GTR Việt Nam này nhập khẩu về. Thì ở trên này họ sẽ dán cho chúng ta một cái tem, và trên cái tem này nó sẽ có những cái mã cào, và khi chúng ta cào ra thì ở bên trong nó sẽ có những cái ký tự như thế này để chúng ta có thể check chính hãng. Đó, các bác có thể nhìn rõ. Và ở đây nó sẽ có một cái mã QR code để chúng ta có thể check hàng chính hãng, và ở đây họ ghi luôn là tem chống hàng giả. Cái tem chống hàng giả này thì thường là sẽ do Bộ Công an cấp phép đó, chứ không phải là cứ thích là dán lên đâu. Rồi thì bây giờ em sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này. Rồi, sau khi khui hộp ra thì các bác có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái phần lốp xốp khá là dày. Và ở trong này, như thường lệ, nó sẽ chính là hai cái phần bi của chúng ta. Trước khi đi xem soi cái phần bi này thì em sẽ sâu qua một vòng để các bác thấy là cái phụ kiện nó kèm theo là gồm những cái gì. Ở trong này thì sẽ có những cái phần đuôi pad như thế này. Thì những cái phần bi mà đuôi dạng chân re như thế này thì khi mà lắp vào những cái chiếc pha to như những chiếc xe ô tô ấy, thì chúng ta có thể lắp như zin. Đó, thì các bác có thể thấy là đây cái con ốc để bắt phần đuôi và một cái miếng cao su cực kỳ là dày để đỡ làm xước cái phần chóa đèn của chúng ta. Và ở trong này nó có sẽ những cái pad mà chân H4 này, chân H1 và chân H7, chân 9905.
Nói chung là những cái dòng xe mà có cái lỗ nó tương đương cái lỗ to như thế này thì chúng ta đều có thể là sử dụng được cho những cái phần bi như thế này. Rồi thì bây giờ là em sẽ xem vào trong hộp này nó có những cái gì. Và hãng này họ không quên trang bị cho chúng ta một cái khăn để chúng ta có thể lau mặt. Mặt này là mặt kính ở đây nha các bác nhá, chứ không phải là để lau mặt người. Đó. À, cái này nó tuy nó rất là nhỏ thôi nhưng nó rất là hữu ích đối với lại những anh em thợ. À, một cái sản phẩm mà được trang bị từ những cái nhỏ nhặt như thế này thì quả là điều hiếm có. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xem là ở trong này có những gì không. Hết rồi, ở bên này thì họ cũng có một bộ pad, bởi vì là hai bi nó sẽ hai bộ pad khác nhau. Và bây giờ là em sẽ đi vào cái nhân vật chính của chúng ta, em sẽ khai quật em này lên. Đó, thì em sẽ show một vòng cho các bác coi chiêm ngưỡng cái dung nhan của em này. Em này có cái phần thiết kế khá là hay, khá là đẹp, dạng bầu bầu dẹt dẹt. Rồi thì bây giờ là như thường lệ thì em sẽ cho các bác coi cái phần mặt trước của em này. Cái phần mặt trước của em này là một em có cái đôi mắt khá là to, kích cỡ là 3 inch, đeo cái phần kính là màu hồng. Hiện tại là em đang soi như thế này thì cái phần ánh sáng do cái đèn vàng ở trên em rọi xuống thì nó đã mất đi cái phần màu hồng ở đây rồi. Thì các bác chỉ nhìn thấy nó màu trắng như thế này thôi. Nhưng mà thực tế nhìn ở ngoài thì nó sẽ là cái phần tím hồng cực kỳ là đẹp. Thì ở cuối video thì em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi này cho các bác coi. Thì hiện tại là cái mẫu bi, những cái mẫu bi 3 inch nói chung này này, khi mà em test ánh sáng thực tế tại cái bàn làm việc này của em, cái độ sáng nó rất là cao. Cho nên là em sẽ không test ở đây và em sẽ test thực tế ở ngoài đường vào cái khung giờ buổi tối để cho các bác có thể là tương quan so sánh cái phần ánh sáng của nó so với lại những cái phần bi khác, hoặc là những cái phần ánh sáng ở trên những cái chiếc xe thân yêu của các bác, xem là nó có thể tăng sáng được bao nhiêu phần trăm, nó có phù hợp với cái nhu cầu của các bác và cũng phù hợp với cái tầm tiền của các bác muốn đầu tư hay không. Rồi thì ở đây này em này nó sẽ có một cái phần pad để giữ cái phần bi ở đây là nhựa sần đó, và cái phần dưới này họ làm kín, ở trên này nó sẽ hở. Rồi và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bầu mạ si ở đây, nó chính là cái bầu mà để phản xạ ánh sáng khi mà cái phần chip led nó dưới nó hắt ánh sáng lên, được cái phần bầu phản xạ ánh sáng này đưa phần ánh sáng để ra cái phần thấu kính của chúng ta để đẩy xuống mặt đường. Và cái phần thấu kính của chúng ta khi mà nhìn ở mặt trong này đó thì các bác có thể nhìn rõ là cái phần ánh sáng nó sẽ đưa trực tiếp ra đến tâm ở đây, cho nên là cái phần ánh sáng nó rất là gom, rất là đẹp. Và ở trong này thì nó hơi tối đó, để em quay gần đây các bác có thể nhìn thấy là cái phần cơ cấu màn chập ở trong này. Thì hiện tại là ở đây là nó kín nên các bác sẽ không nhìn thấy, thì các bác chỉ có nhìn thấy từ trên này xuống thôi cái phần cơ cấu màn chập để nó thay đổi chế độ pha cốt. Rồi và cái phần tiếp theo ở đây thì sẽ đến là cái phần pad. Ở cái MB này thì em thấy cái phần pad họ làm hơi mỏng nhưng mà không sao, bởi vì cái trọng lượng của MB này khá là nhẹ, em cảm thấy nó nhẹ hơn những cái bi bình thường khác. Cái phần pad này được CNC bằng nhôm nguyên khối. Và tiếp theo ở đây thì các bác có thể nhìn thấy một cái tem GTR Việt Nam có dấu tích ngày tháng sản xuất của em này ở đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn xuống dưới này thì các bác có thể thấy là em này sở hữu một cái phần quạt cực kỳ là to và cái phần số cánh quạt ở trên một cái quạt này cực kỳ là nhiều. Rồi và tiếp theo là sẽ là cái phần thân ở đây, người ta phay CNC những cái phần rãnh toàn nhiệt như thế này cộng với cả những cái đường toàn nhiệt, khi mà phần quạt nó đưa từ dưới này lên các bác có thể nhìn cái lỗ ở trong này nó sẽ đưa lên, và đồng thời là cái phần tản nhiệt này nó sẽ có cả những cái lỗ mà đưa vào phần chip led ở trong này để nó tăng cái độ mát cho cái phần chip led của chúng ta nó hoạt động lâu dài và nó bền bỉ hơn. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy cái chữ black đó, cái chữ black này thì nó sẽ ám chỉ là cái thân này nó sẽ là màu đen, và cái phần chữ titan màu hồng và màu tím ở đấy nó sẽ ám chỉ cái phần thấu kính ở đây đó. Em nghiêng như này thì các bác sẽ nhìn thấy nó hơi hồng hồng, thực tế thì nhìn ở ngoài rất là đẹp. Và em này nó có một cái cấu trúc cực kỳ là hay, khác bọt so với những cái phần còn lại của những cái bi khác trên thị trường. Thường là những cái loại bi khác ấy, thì cái phần đuôi này nó sẽ là đuôi bằng, và em này nó sẽ có thêm một cái phần cấu tạo cực kỳ là hay. Cái phần đuôi này nó sẽ là chính là cái đuôi gen. Cái phần đuôi này thì bọn em hay gọi nó là đuôi đa năng, thì các bác có thể là gắn được cho nhiều loại xe đó. Thì cũng như là cái túi ở đây các bác có thể nhìn thấy cái pad này nó sẽ gắn được cho nhiều loại xe. Đó, thì khi chúng ta tháo cái phần kính ở ngoài cái xe ra thì chúng ta sẽ xỏ cái phần đuôi này vào và chúng ta sẽ bắt ốc lại như zin, thì cái bi nó sẽ nằm ngay ngắn ở trong này, ở trong cái pha này, như thế là xong, không phải đục khoét ra đục đẽo gì cả. Cái cách độ của những cái bi này khá là đơn giản và nhanh, hiệu quả. Cơ bản là nó sẽ giữ zin. Ví dụ như các bác có thể lắp trên những cái chiếc xe hơi thân yêu của các bác ấy, thì sau khi độ những cái bi này, quá trình mình đi lâu ngày thì chúng ta có thể là nâng cấp đời xe, thì các bác có thể tháo cái phần bi này ra. Nó khác hẳn so với lại những cái phần bi khác mà không có phần đuôi gen này, thì các bác sẽ phải đục quét cắt cái chóa ra để các bác cho cái bi này vào. Thì như thế là sau này các bác muốn thay đổi xe thì các bác không thể tận dụng cái phần bi này lại được. Đó, thì cái này nó là một cái phần cực kỳ là hay. Ở cái phần bi này thì cái phần main mạch nó sẽ nằm ở cái phần đuôi của cái bi này, và nó chỉ thò ra cho chúng ta có mấy cái cọng dây ở đây. Thì ở đây nó sẽ có là hai màu dây chính là đỏ đen, nó sẽ cấp điện trực tiếp cho cái phần chip led của cái bi này nó hoạt động. Và bên dưới đây nó sẽ có hai cái dây màu đen này, nó sẽ đi từ màn chập
đó, từ cái cuộn cảm của cái mặt chập đưa ra để nó thay đổi chế độ pha cốt. Rồi thì cái em này nó chỉ có như vậy thôi. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi Titan Black màu 6000K bảo hành 2 năm này cho các bác coi. Đó thì các bác có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp theo em qua cái số điện thoại ở đây, như đây em để đây 0356146888, hoặc cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình ấy. Các bác có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp với em, hoặc là em sẽ có một cái đường link dẫn đến Shopee, thì bên em luôn luôn bán hàng trên Shopee, và hiện tại là bên em đang có cái giá cực kỳ tốt, thì bác quan tâm có thể là kích vào cái đường link đó để có thể mua được cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế ở ngoài đường cho các bác coi. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi Titan Black. Đây là hàng xịn chính hãng, có tem GTR Việt Nam. Ở trên thân có chữ Titan và dưới này có chữ Black. Thì ở đây là tem do bên em dán, tem bảo hành. Và sản phẩm này được bảo hành là 24 tháng. Và bên hông có mã số của nhà sản xuất. MB này sở hữu một cái kích thước là 3 inch. Ở cái phần lốp người ta tráng một cái lớp chống chói màu tím khá là đẹp. Và cái điểm mạnh, lợi thế lớn nhất của cái mẫu bi này, nó chính là cái phần gen như các bác có thể thấy ở đây. Thì chúng ta có thể gắn vào những cái chiếc pha ô tô cũng như là những cái chiếc pha xe máy thân yêu của chúng ta. Khi mà những cái chiếc pha đó có cái kích thước khá là lớn thì chúng ta có thể là vặn cái phần gen này vào như zin, không phải đục đẽo. Đó, đây là cái lợi thế của cái mẫu này. Ở clip sau thì em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu cũng là Titan, bản là không có cái đuôi gen ở đây. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu này khi mà soi ở ngoài đường xem nó như thế nào nhé. Đó, ánh sáng cực kỳ là mạnh và phê. Đây là chế độ cốt, chế độ pha. Wow, ánh sáng không thể chê vào đâu được. Đó, thì ở cái mẫu này em thấy có một cái điều mà sáng giá và em thích nhất, đó chính là cái phần chân cốt của chúng ta ở đây. Cái phần chân cốt này nó sẽ có hình vòng cung và hai bên ánh sáng được bo tròn khá là đẹp và mềm mại. Cái phần chân cốt này nó sẽ có cái phần ánh sáng màu 7 sắc cầu vồng cực kỳ là đẹp và phê. Và cái phần ánh sáng cắt cốt của chúng ta cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Đó, em quay gần vào đây thì các bác có thể nhìn thấy cái phần cắt cốt xanh lét. Những cái bóng mà nó đưa ra cái phần cắt cốt xanh như này thì ánh sáng cực kỳ là mạnh và sắc sảo các bác nhé. Đó thì các bác có thể thấy là cái phần cốt khi mà soi xuống mặt đường như thế này thì nó sẽ cho một cái ánh sáng cực kỳ là mịn và đều. Và ở cái tầm chiếu như thế này thì em đang giả lập là độ cao của một cái chiếc xe phổ thông. Thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng từ chân ánh sáng mà đưa ra đến đỉnh phần ánh sáng cắt cốt kia thì nó rơi vào tầm khoảng 30 mét. Đó thì cái ánh sáng này nó sẽ là cực kỳ là lý tưởng đối với lại những cái chiếc xe máy cũng như là những cái chiếc ô tô có cái chiều cao là trung bình. Và bây giờ là em sẽ bật cái chế độ pha. Chế độ pha này nó sẽ đưa ra đến cái biển xanh ở phía đằng xa kia, nó rơi vào tầm khoảng 250 mét. Thì buổi tối này thì máy quay của em nó chỉ bắt được đến tầm đó thôi. Thì từ đây là đến cái nhà mà sáng sáng ở phía đằng xa kia nó rơi vào tầm khoảng gần 300 mét đó. Thì các bác có thể thấy là ánh sáng nó vươn tới đấy luôn. Rồi thì em quay sang bên này, có cái nhà ở phía đằng xa kia có một cái ô tô màu vàng, thì không biết là các bác có nhìn rõ hay không. Đây là chế độ cốt thì các bác có thể nhìn thấy cái nhà kia rõ một một. Và em sẽ cúi thấp xuống, khi mà em bật pha lên thì các bác có thể nhìn rõ một một cái nhà kia, chế độ cốt. Thì cái đường cắt cốt đẹp sắc mịn như thế này thì các bác đi không bị gây chói mắt đối với những cái người ngược chiều nhé. Rồi thì đây là em sẽ giơ cái bóng đèn của chúng ta trước cái máy quay để các bác có thể tiện theo dõi. Đó, thì các bác có thể thấy cái phần ánh sáng khi mà nó phản ngược lại cái máy quay của em ấy, nó có phần ánh sáng tím cực kỳ là đẹp. Đó, em này đeo một cái cặp kính màu tím khá là ok. Rồi thì em sẽ đưa ra đằng sau máy quay để cho nó đỡ loa cái máy quay của em. Rồi thì em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Nếu như các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình. Bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.